Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tết Mắt. Mình là Như Quỳnh và đây là bản tin Tết Daily ngày 22 tháng 3 năm 2018. Tin đầu tiên của chúng ta trong ngày hôm nay đó là người dùng Microsoft có thể tạo ra và cùng chơi đùa với bạn gái ảo 3D. Nghe tới đây thôi thì các anh em, đặc biệt là những anh em nào đang FA, đã bắt đầu thấy tò mò rồi đúng không nào? Cụ thể là có một cái công ty tên gọi là 3D Holo Group vừa mới phát triển một cái ứng dụng với mục đích là tạo ra một cái cô nàng người mẫu 3D theo đúng ý muốn của người dùng một cách cực kỳ chân thực, và đồng thời cũng cho phép người dùng tương tác với cô người mẫu này thông qua chiếc kính HoloLens của Microsoft và chiếc kính Meta 2 của MetaVision. Ứng dụng này được đặt tên là 3D Holo Girlfriend. Hiện tại thì ứng dụng này đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và những người tham gia thử nghiệm thì có thể thử chơi đùa với cả ba nàng người mẫu khác nhau. Các anh em có muốn trải nghiệm không nào? Một trong những tính năng mà công ty phát triển phần mềm này đang tập trung đó là cho phép người dùng có thể là tùy chỉnh từng cái chi tiết một trên người cô bạn gái ảo này để mà phản ánh chính xác những cái mong muốn của họ. Thậm chí là người dùng còn có thể hợp tác với nhóm phát triển để mà tạo ra cho mình một cái cô người mẫu hoàn toàn độc nhất từ đầu đến chân luôn. Bản thân mình thì mình cũng rất là hứng thú với ứng dụng này. Có điều là đúng là ứng dụng này có vẻ rất là nhạy cảm và còn có hơi hướng là cổ suý sex và mỏm. Ok, nhưng mà đã có kế hoạch phát triển thì chắc chắn là Microsoft cũng sẽ có cách xử lý mà. Bọn mình cứ chờ đợi thử xem đã, và mong là nó có thể phát hành để người dùng bọn mình có những trải nghiệm mới mẻ hơn ha. Và tin tức tiếp theo thì mời các bạn chúng ta cùng gặp bạn Phúc Mập trong một sự kiện nhé. Xin chào các anh em, hiện tại mình đang có mặt tại buổi công bố dòng sản phẩm SSD mới của Colorful có tên mã là SL300 và SL500, có các mức dung lượng bộ nhớ là 160, 320 và 640GB, và bộ đôi sản phẩm này có tốc độ đọc lên tới là 500MB/giây và tốc độ ghi là lên tới 400MB/giây, và đặc biệt là cái thời hạn bảo hành của dòng sản phẩm này lên tới 3 năm. Thôi không chờ dòng nữa, mình mời các bạn tham quan một vòng các sản phẩm mới của Colorful nhé. Vào tháng 3 năm 2018, công ty công nghệ Colorful, nhà sản xuất card màn hình bo mạch chủ và các giải pháp thiết bị lưu trữ chuyên nghiệp, đã công bố mẫu SSD mới có mã lần lượt là SL300 và SL500 với mức dung lượng là 160GB cho phiên bản SL300, và riêng mẫu SL500 thì sẽ có hai tùy chọn bộ nhớ, đó là 320GB và 640GB. Dòng Colorful Plus SSD sử dụng công nghệ là NAND 3D TLC mới, cho phép dung lượng lưu trữ lớn hơn, đồng thời tuổi thọ của SSD cũng dài hơn. Colorful Spring SL300 mới có tốc độ đọc lên tới 500MB/giây và tốc độ ghi khoảng 400MB/giây. Với tốc độ như thế thì game thủ sẽ được hưởng lợi từ tốc độ tải game cực kỳ nhanh, nên họ có thể vào game nhanh hơn so với các đối thủ còn lại. Và hai mẫu SSD mà mình giới thiệu cho các bạn là SL300 và SL500 sẽ có mức bảo hành là 3 năm một đổi một cho các sản phẩm bị lỗi. Hiện tại thì Colorful cũng chưa công bố cái mức giá cho hai sản phẩm này, và nếu như mà có thông tin về mức giá thì mình sẽ cập nhật ngay đến cho các bạn. Các bạn cảm thấy các sản phẩm mới này như thế nào thì hãy để lại phần bình luận bên dưới ha. Còn bây giờ thì mình xin mời các bạn trở lại với bản tin Tết Daily ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Phương Mập rất là nhiều nè. Và tin tức cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay đó là smartphone mát sang chảnh của Lamborghini đã chính thức bán ra tại Việt Nam. Dòng smartphone sang chảnh này có tên là Alpha One, và đây là thế hệ tiếp theo sau 2 năm mà Lamborghini trình làng Touareg 88. Nói sơ nét về chiếc điện thoại này chút ha. Đầu tiên thì Alpha One là một dòng điện thoại có số lượng giới hạn trên thế giới, chạy trình duyệt Android với hỗ trợ khe cắm 2 SIM, chế tác bằng những cái vật liệu thượng hạng như là mặt lưng ốp da thuộc của Ý, được khâu thủ công bằng tay nè, và vật liệu hợp kim lỏng được chế tác đặc biệt nhằm để tăng khả năng chống va đập nhưng mà vẫn rất là nhẹ nhàng và sang trọng. Ngoài ra thì Alpha One còn có cảm biến vân tay siêu nhạy, gia tăng được mức độ bảo mật cùng với bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 820. Camera trước là 8 megapixel và sau là 20 megapixel, cùng với đó là sử dụng loa kép Dolby. Dung lượng pin tối đa của chiếc máy này là 3250 mAh. Màn hình 5.5 inch AMOLED được bọc kính Gorilla 4 và được trang bị lớp phủ chống vân tay, có thể sử dụng khi mà tay ướt hoặc là đeo găng tay trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như là trời mưa hoặc là trời quá lạnh. Alpha One đã có mặt trên các thị trường như là Ý nè,
Anh Quốc nè, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nè, Hàn Quốc nè, Hồng Kông và cả Trung Quốc nữa, đã được xem như là một cái sự kết hợp hoàn hảo dành cho giới doanh nhân thành đạt hay là những người đang tìm kiếm một sản phẩm vừa đẳng cấp, vừa độc đáo, vừa lại có thể đáp ứng được cái nhu cầu của công việc. Anh Phan Quang đã có mặt tại Việt Nam từ tháng 3 năm 2018 với mức giá đề xuất dự kiến là 55 triệu đồng trên một chiếc. Các bạn nào định mua không ta? Và đó là tất cả những thông tin mà ngày hôm nay Daddy Lee muốn mang đến cho các bạn. Các bạn hứng thú với thông tin nào nhất và các bạn có ý kiến gì về những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại comment, chúng ta cùng thảo luận nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì Như Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin khác của The Mark.